Gì? Nếu ta cũng có cái trầu nữa hả mẹ? Ừ. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một số hình ảnh đồng quê nha. Cái này là cây, cái này là cây bình bát. Đó, chia sẻ các bạn cây bình bát. Đó, bình bát cây sống. Đi tiếp nha. Chuối. Chuối xứ Cầu Khỉ. Đây là ở Thanh Tuyền, Dược Tiến, Bình Dương nha các bạn. Ấp Bưng Cầm, lên cổng chào. Ấp Bưng Cầm tìm nhà ông Đoàn Văn Hiệp thì các bạn sẽ được lạc vào thế giới thần tiên như thế này. Vườn cây, ao cá, hồ sen, cây rừng. Các bạn muốn khám phá vùng quê Việt Nam thì ở đây còn một nơi rất là lý tưởng cho các bạn khám phá. À, cây bình bát có trái chín. Cha một thời tuổi thơ nè, thấy không? Đó quá trời nè. Chín không? Ai đằng kia có trái chín. Này hái về. Đây, hên quá có trái chín hái luôn. Bẻ nguyên một trái luôn. Ai về dầm đá ăn. Nghe đồn rất là tốt cho sức khỏe. Hái luôn cầu kiến vàng quá trời quá đất. Đó trời ơi, hái đã đời còn cái cùi không rớt cái trái mất dép. Không xuống lụm. Em hoa mua. Lụm cái mình bác rớt à. Trời ơi, bẻ nhánh đã hèm nó rớt mất tí tới mình bác. Có duyên thiệt bây. Đó, cũng lụm lên được. Này về dầm chín dầm đi đá ăn ngang, còn trái nên hái luôn. Rồi kia kìa. Này mình bác nó mọc theo gian sông, không phải của chủ nhân nào hết. Nên các bạn hãy thoải mái. Chỉ sợ là con kiến nó cắn. Con kiến vàng. Còn trái tút tút ở đây nè. Chị hái luôn. Hàng lọt ao á. Không lọt ao mà rớt cái điện thoại xuống ao. Thì rau ấy cẩm rồi. Hết rồi xong. Rau sỏi. Hai đường trái rồi. Còn trái kia nó tẩm xuống nước rồi kìa. Thấy chưa? Rau đường trái. Hoạch đường trái. Kiến trắng cũng cần ăn tăng quấn. Cái cao su quê mình chuyên cao su nhưng mà này, cặp sông Sài Gòn cũng có trái cây các kiểu. Đường xa na về vườn về rừng chia sẻ cho các bạn. Lâu lâu mới có thì không phải bánh mì đâu, giờ nào cũng có. Đây có dắt, có mũi, không có đĩa. Trên cây có kiến vàng. Hái được cái bình bát. Để mình chụp hình lại. Vô tới kia mình chia sẻ cái chôm chôm cho các bạn. Trời má ơi kiến cắn. Ôi mẹ ơi kiến cắn. Ơi trời ơi nó đu vô ngừ nó cắn thiệt. Ủa nãy mình thấy mấy cái khóm đó. Đây có nhiều hướng lắm. Về vườn nè. Cái khóm này khóm người ta trồng. Cho nên các bạn tuyệt đối không được đụng. Đó. Đi xa. Cái này mình chia sẻ video dài cho các bạn luôn. Khóm là cầm dọc sông nước này nè. Cây nào cũng có trái. Trời ơi, kiến vàng trắng. Tranh thủ thì tới cây chôm chôm, chia sẻ cho các bạn cây chôm chôm. Rồi mình kết thúc video. Bởi vì đi đường xa nè, nắng. Lại lưu lại như vậy. Kỷ niệm mà chia sẻ cho các bạn. À, chưa từng. Con này con gì đây? À, chưa từng thấy đồng quê xuân nước Việt Nam thì đây các bạn ạ. Mai mốt là nó làm đường, làm xá, làm quy hoạch hết. Thì cảnh này chắc cũng không có còn. Cho mình lưu giữ, chia sẻ cho các bạn xem, tham quan. À, cây chôm chôm. Đây. Cái này cái chôm chôm nha các bạn, lâu đời lắm, mấy chục năm nè. Trái chôm chôm non nè, nói kiến vàng cắn thiệt, gian nan trời đất với nó.
nói về chỉ đình đi quay đồng ruộng cũng cực lắm các bạn, chia sẻ cho các bạn xem để làm có chút kinh nghiệm thôi chứ không có phải mục đích gì nha các bạn. Cho nên nó lắc nó quay các kiểu, nhưng các bạn đừng có ném đá mình nhiều quá nha. Ok, đây là cây chôm chôm nhưng mà trái ngon.